Tiểu sử diễn viên Trịnh Kim Chi. Trịnh Kim Chi sinh ngày 20 tháng 8 năm 1971, là một Á hậu, diễn viên nổi tiếng người Việt Nam. Cô hiện là giám đốc sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và phó chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng là thành viên của nhóm Tứ Ca Ngẫu Nhiên giai đoạn năm 1999 đến năm 2003 cùng với Trương Ngọc Ánh, Trung Vũ Thanh Uyên và Minh Anh. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, năm 2014, chị được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thời điểm đó, chị là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được phong tặng danh hiệu này. Trịnh Kim Chi, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1971, quê quán tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi học xong cấp 3, chị tiến vào Nam tìm kiếm sự nghiệp bằng việc dự thi và trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, đến năm 1992, cô xuất sắc mang về giải thưởng cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh Vân Thánh. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của Trịnh Kim Chi, giúp cô mang về những vai diễn để lại dấu ấn đặc biệt với khán giả. Đến năm 1994, Trịnh Kim Chi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Với nhan sắc và tài năng của mình, cô đã mang về ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Sau khi bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Trịnh Kim Chi tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Nổi tiếng vào những năm 1990, cô là diễn viên cùng thời với nhiều nghệ sĩ khác như Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Quyền Linh, Diễm Hương, Việt Trinh. Đây được coi là thế hệ diễn viên ngôi sao, vang bóng một thời của điện ảnh Việt. Bước đầu sự nghiệp diễn xuất, cô tham gia một số phim như Vòng Vây Tội Lỗi năm 1993, Thời Thơ Ấu, Tình Biển năm 1994, Những Năm Tháng Đã Qua, Những Nẻo Đường Phù Sa, Những Đứa Con Thành Phố năm 1997. Khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, chị bắt đầu xuất hiện dày đặc qua các vai diễn trong năm như Thám Tử Tư, Tình Yêu Pha Lê, Cô Gái Xấu Xí, Một Ngày Không Có Em, Chỗ Chỉ Có Một Người năm 2008, Sau Ánh Hào Quang, Sóng Gió Thương Trường, Áo Cưới Thiên Đường, Hoa Ngũ Sắc năm 2009, Chạm Vào Quá Khứ, Giấc Mơ Biển, Định Mệnh, Hoa Ngũ Sắc năm 2010. Đặc biệt, đến năm 2012, cô tham gia đến 11 bộ phim truyền hình. Sau đó chỉ góp mặt vào loạt phim qua từng năm, và gần đây nhất là các bộ phim Có Hẹn Với Nàng Xuân, Bí Mật Người Thừa Kế, Tình Yêu Bất Tử năm 2024. Bên cạnh thành công ở lĩnh vực phim, Trịnh Kim Chi còn tham gia vào lĩnh vực kịch nói khi cô gắn bó với sân khấu kịch trong nhiều năm. Từ năm 1994 đến năm 1996, Kim Chi công tác tại nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2014, công tác tại sân khấu kịch Hồng Vân, rồi kịch Sài Gòn, rồi đến nhà hát kịch thành phố. Tại đây, chị đã tham gia một số vở kịch như Xin Anh Hãy Ngủ Với Vợ Em, Đình Cõi Âm, Ngũ Long Báo Thủ, Dầm Tháng 7, Tiếng Hát Réo Linh Hồn, Hoa Hậu Ao Làng, Kỳ Án Cung Tâm Kế, Thái Hậu Dương Vân Nga, Chàng Với Thiếp, Kỹ Nghệ Lấy Tay, Chuyến Đi Tử Thần và nhiều vở kịch khác. Tháng 9 năm 2015 đến năm 2019, chị theo học và tốt nghiệp khoa đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Trịnh Kim Chi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thỏa mãn với nghệ thuật diễn xuất, chị đã thành lập hẳn một sân khấu riêng cho mình. Cụ thể là tháng 12 năm 2015, sân khấu kịch mang tên Trịnh Kim Chi được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Trịnh Kim Chi đảm nhiệm vai trò là giám đốc. Tại đây, nhiều vở kịch đã được lên sóng, bên cạnh đó cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều diễn viên tiếp nối. Tháng 8 năm 2020, cô được bầu làm phó chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, Kim Chi nằm trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong công việc, chị là người nghiêm túc và hăng say. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi cũng sở hữu gia tài phim và các vở kịch đồ sộ cùng các giải thưởng danh giá. Năm 2014, danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trở thành Á hậu đầu tiên sở hữu danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đến năm 2023, chị
chị được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu huy chương vàng liên hoan sân khấu chuyên nghiệp qua các năm 1995, 2012, 2018 và năm 2020. Bằng khen của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam năm 2021, bằng khen công dân tiêu biểu do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Bằng khen của Ủy ban Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Nghệ sĩ, doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2020. Thành công trong sự nghiệp, Trịnh Kim Chi cũng chăm chỉ hoạt động từ thiện, thường xuyên hỗ trợ những nghệ sĩ cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi khẳng định, chị làm từ thiện từ tâm, xuất phát từ sự yêu quý, kính trọng tất cả anh chị em nghệ sĩ. Về đời tư của nữ diễn viên, Trịnh Kim Chi từng có khoảng thời gian hơn 9 năm đồng hành cùng MC Quyền Linh. Sau này khi chia sẻ về mối lương duyên này của mình, Chi chia sẻ rằng, tôi cảm nhận đây là mối tình rất đẹp. Cho đến bây giờ, giữa tôi và Quyền Linh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dù không còn tình yêu nhưng vẫn còn tình thương. Mỗi khi Linh có chuyện gì vẫn gọi điện cho tôi để chia sẻ. Khi tôi có chuyện gì, Linh cũng là người tôi có thể chia sẻ. Chúng tôi có mối tình 9 năm, đó là mối tình lớn, rất đẹp, lại là diễn viên nên báo chí quan tâm, có rất nhiều bài báo viết. Được biết năm 2000, Á hậu Trịnh Kim Chi lập gia đình, nửa kia của cô là Võ Trần Phương, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là Việt Kiều ở Mỹ. Một thời gian đầu, khi quyết định tiến tới hôn nhân, Trịnh Kim Chi cùng chồng sang Mỹ sinh sống. Nhưng rồi niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô về nước, ông xã cũng vì ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của vợ mà theo cô trở về. Trịnh Kim Chi có hai cô con gái xinh xắn, Võ Trịnh Khánh Ngân và Võ Trịnh An Vi. Trải qua nhiều năm chung sống, gia đình nhỏ của bà bầu sân khấu luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, cô từng cho biết cả hai vợ chồng luôn giữ sự tôn trọng với đối phương. Nói về người bạn đời của mình, Trịnh Kim Chi từng cho biết đó là một người đàn ông trách nhiệm, yêu vợ thương con, tỉ mỉ chăm chút cho từng thành viên trong gia đình. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!